Nếu là fan hâm mộ của Liverpool, bạn sẽ thấy ngoài bóng đá sẽ còn có nhiều thứ khác để thêm yêu đội bóng thành phố cảng. Đó không chỉ là lịch sử hào hùng, không chỉ là bá vương xứ sương mù tại trời Âu, mà còn là những thứ nằm ngoài khuôn khổ của một sân bóng. Một đội bóng đã phải hứng chịu tới hai thảm kịch đau thương nhất với các cổ động viên, đã phải chịu đựng những phán quyết bất công, nhưng có một biểu tượng vẫn luôn ở đó, cùng với The Kop đi qua những thành công, bên cạnh đội bóng những lúc thất bại, vang vọng khắp các khán đài khi Liverpool cần tiếp thêm sức mạnh. Đó là thánh ca mà mọi copist trên thế giới này đều tự hào. You will never walk alone. Những năm đầu của thế kỷ 20, thủ đô Budapest của Hungary đang trải qua giai đoạn phục hưng về văn hóa. Trong dòng chảy cực thịnh của đế chế Áo Hung, thành phố là nơi tập trung sự lung linh, huyền ảo, với những công trình đáng tự hào. Sự hoa lệ của Budapest khi đó dĩ nhiên đã thu hút nghệ sĩ trên toàn thế giới. Ferenc Mona cũng không hề ngoại lệ, và dù có giàu trí tưởng tượng đến mấy thì ông cũng không thể ngờ vở kịch của mình sau này sẽ trở thành cảm hứng cho thánh ca của một đội bóng ở cách đó 2.000 km. Lidium kể về một tay ăn trộm thuộc tầng lớp dưới nhằm nuôi sống cho đứa con gái mới sinh của mình đã phải phạm pháp. Budapest toàn hoa cho người giàu nên không thể hiểu nổi thứ lệ cho người nghèo đó, và vở kịch đã thất bại thảm hại khi công chiếu. Nhưng Mona không vì thế mà nản chí. Ông mang vở kịch tới khắp các sân khấu ở châu Âu, từ Warsaw, Praha, Viên, Berlin tới London. Dần dà, Lidium trở thành một vở kịch được tôn sùng. Vở kịch sau này được Richard Rogers và Oscar Hammerstein chuyển thể thành vở nhạc kịch. Rogers phổ nhạc, còn Hammerstein viết lời. Bài hát mà cả hai sáng tác sau đó cho vở kịch được thế giới biết với tên gọi You Will Never Walk Alone. Tinh thần chủ đạo của You Will Never Walk Alone là sự đau khổ nhưng vẫn vững vàng, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Thế nhưng huấn luyện viên huyền thoại của Liverpool là Bean Skelly ban đầu lại chẳng mấy quan tâm tới bài hát này. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi khi lần đầu tiên ông được nghe trực tiếp ban nhạc Gary Spacemaker chơi ca khúc này trên một chuyến xe buýt tít tận nước Mỹ xa xôi. Kể từ đó, Liverpool đã coi You Will Never Walk Alone là thánh ca của mình. Các cổ động viên của lữ đoàn đỏ đã trở thành một đám đông náo nhiệt. Những năm 50 và 60 của thế kỷ trước, dưới thời của Skelly, các khán đài giống như những dàn nhạc công phu đang biểu diễn bài thánh ca mới nhất của họ để truyền động lực cho những cầu thủ đang thi đấu dưới sân. Sự hung dữ và đam mê chưa từng có trên khán đài đã khiến các đối thủ của họ cảm thấy thực sự sợ hãi. You Will Never Walk Alone và Liverpool đơn giản sinh ra là dành cho nhau. Giai điệu u sầu và nỗi buồn ở phần đầu, nhưng kết thúc thăng hoa ở phần cuối là điều mà mọi người dân của thành phố cảng được thuộc nằm lòng. Đó là cảm hứng khởi nguồn từ một thế giới nghèo đói, bất hạnh, nhưng luôn khao khát hướng tới tương lai tươi sáng hơn. Ít ai biết rằng, những năm 60 của thế kỷ trước, Liverpool có tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục. Công việc chủ yếu khi đó chỉ là lao động chân tay như khai thác mỏ và dọn dẹp. Điều này tương đồng với những gì đã diễn ra trong vở kịch năm nào. Người đàn ông thất nghiệp buộc phải phạm pháp để nuôi vợ con mình. Những vấn đề chính trị sau đó đã khiến thành phố cảng bị gạt ra khỏi sự thịnh vượng đang chuyển dịch dần về phía London. Đã có những thương vong từ những cuộc bạo loạn và nguồn cơn từ sự nghèo đói và cảm giác bất mãn. Trong môi trường xã hội ấy, bóng đá cung cấp một nơi tôn thờ, một nơi mà người ta có thể thoát ra và quên đi những muộn phiền của cuộc sống. You Will Never Walk Alone đã được chứng minh là một bản thánh ca hoàn hảo, gắn kết tâm hồn của những người dân địa phương với đội bóng của họ. Bài thánh ca đã vang lên ở vô số những trận đấu biểu tượng của The Kop, là động lực để các cầu thủ sáng tạo nên những kỳ tích. Và không đấu trường nào thấy rõ điều này hơn Cúp châu Âu, nơi lữ đoàn đỏ đã trở thành thế lực với 4 lần vô địch từ năm 1977 đến năm 1984, đánh bại cả những gã khổng lồ thời bấy giờ là Real Madrid và AS Roma. Đương nhiên, You Will Never Walk Alone cũng đã vang lên tại Istanbul trong một trận đấu kinh điển mà không ai có thể quên được.
trên khán đài của sân Atatürk, các cổ động viên treo khăn quàng và cờ của Skop. Họ đổ mồ hôi vì cái nóng ở Istanbul. Họ hát vang bài hát nổi tiếng của mình, "You Will Never Walk Alone", vang vọng và khiến những người hâm mộ Milan cảm thấy ớn lạnh. Jermaine Gallagher sau này đã mô tả khoảnh khắc đó trong cuốn tự truyện của mình. Nó có một âm thanh chậm rãi, buồn bã, gần như thể nó đang được hát như một bài thánh ca. Người hâm mộ chắc chắn đã cầu nguyện thay cho chúng tôi. Dưới thời của Jurgen Klopp, Liverpool vẫn luôn duy trì truyền thống thổi bùng cảm xúc bằng những trận cầu kịch tính. Năm 2015, Lữ đoàn đỏ đã vượt qua Borussia Dortmund để giành chiến thắng 4-3 ở phút 91. Hay ở trận bán kết lượt về Champions League năm 2019 trên sân Anfield, bài ca không khác gì những tiếng gầm dũng mãnh đã khiến đôi chân của Messi run rẩy. "You Will Never Walk Alone" là điểm tựa để The Cop có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Lực đẩy từ thứ sóng âm vô hình ấy đã đưa Liverpool vào chung kết Champions League lần thứ 2 liên tiếp. Thế nhưng bài hát không chỉ truyền cảm hứng cho Liverpool để tạo nên những vinh quang. "You Will Never Walk Alone" cũng đã ở bên cạnh người hâm mộ trong những ngày tháng đen tối nhất, hàn gắn tâm hồn của họ sau thảm họa Hillsborough. Liverpool sẽ chơi trận chung kết FA Cup với đối thủ cùng thành phố là Everton một tháng sau đó. Nhưng những hình ảnh tang tóc từ thảm kịch kinh hoàng đó vẫn còn nguyên. Bất chấp điều ấy, hàng nghìn người dân địa phương vẫn đổ về London để xem trận đấu. Ngay trước khi bắt đầu, trong một Wembley chật kín những người ủng hộ Everton và Liverpool, bài hát đã vang lên khắp khán đài. Khi Gary Marsden hát lời trên sân, cổ động viên cả hai bên thật kỳ diệu đã cùng cất vang những lời ca của "You Will Never Walk Alone", ôm lấy nhau với những khuôn mặt chảy dài nước mắt. Thánh ca của Liverpool sau đó không chỉ dành cho các cầu thủ mà còn là sự tưởng nhớ cho những người đã khuất và là biểu tượng cho một cuộc chiến tranh giành công lý cho các nạn nhân của thảm họa. Đối với nhiều người, "You Will Never Walk Alone" đơn giản chỉ là bài hát truyền thống của Liverpool. Nhưng sự thực, những gì mà ca khúc này đã làm được đã vượt quá giới hạn của sân cỏ. Giai điệu đơn giản, ca từ không hoa mỹ, nhưng đằng sau đó là sức gắn kết, là tạo động lực để người ta làm nên những điều kỳ tích. Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã khóc khi nghe các nhân viên y tế hát ca khúc này khi đại dịch tràn xuống nước Anh vào năm 2020. Trong những thời điểm tồi tệ, ca khúc mang lại cảm hứng và hy vọng. Trong những thời điểm tốt đẹp, "You Will Never Walk Alone" được dùng như một kỷ niệm cho cuộc đấu tranh với gian khó để giành lấy vinh quang. Bạn sẽ không bao giờ đơn độc khi yêu Liverpool và xem hết video này.